Halo Vidat Lovers, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dea Official yang akan berbagi kabar terbaru dari Datvila dan Vidia. Setelah resmi bertunangan dan tukar cincin sebagai tanda ikatan cinta dan keseriusan hubungan Vidat, kini Datvila dan Vidia semakin so sweet dan romantis banget yang bikin kita semua Vidat fans jadi baper tapi ikut bahagia ya guys. Dan di video ini terlihat Vidat vibesnya seperti pengantin baru guys. Bangun tidur sang istri sudah masakin buat suami tercinta. Sungguh ini pemandangan yang so sweet banget ya guys. Dan calon pengantin harus perawatan ya guys, biar pas hari H tiba tambah bersinar dan glowing. Vidia dengan telaten memakaikan masker pada wajah Datvila. Istri idaman banget ya guys, pintar masak dan merawat suami. Bagaimana nih kalian yang jomblo, baper kan? Còn cái đi. Ok, có. Đi. Đưa đây cho anh, để anh này. Anh không lép. Đưa đây. Đưa đây. Ai? Không biết. Không biết à? Không biết thì thôi. Này, bye bye nha. Mọi người sang like của video nhé mọi người. Mình đau bụng, mình tắt like đây. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dream Magazine nha. Aham Nudina nha. Cảm ơn mọi người. Sang like của video nhé. Bye bye. Bê bệnh. Thế nè, đợi một tí. Đi ngủ à? Em phim à? Tại sao? Bếp, đêm nay em lại. Để anh nai cho. Kêu chồng đi ra cho chờ cơ. Hả? Chụp. Cảm ơn Ngọc My. Cảm ơn mọi người. Chị tóc. Ăn đâu? Hả? Ăn đồ. Chưa có, không có. Ăn. Đi không mệt. Tập bổ một phát chết. PK. Ok, anh đã PK. Không, xin là xì. Hả? Không, anh đã PK. Không. Anh PK. Anh đã đợi một tí mệt. Anh đã đi ngủ đợi một tí. Đi ngủ à? Đi ngủ này còn đợi một tí. Dạ. Ok. Lagi enak-enaknya ngeliat drama. Nah, terus gini, kamu lab gitu. Kamu lab. Aku udah banyak.